Xin chào quý cô bác cùng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhá. Thì hôm nay là vào ngày cuối tuần các bạn ạ. Thì ba bố con mình lại tiếp tục cuộc hành trình của ba bố con mình, là cứ cuối tuần là ba bố con mình lại ra sông ngắm cảnh và làm video. Thì hôm nay thì mình cũng đổi cái bối cảnh khác khác đi một tí các bạn. Thì hiện tại là bây giờ là mình đang ở dưới một gầm cầu. Thì để mình làm cái clip. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn cùng được biết về cái lý lịch của Hiền Anh và cái câu chuyện về chiếc nhẫn và đám YouTuber ganh ăn. Thì trong suốt cái quá trình cô Nguyễn Phương Hằng đi ra Hà Nội thì mình được biết đến đâu thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ kể cho tất cả các bạn cùng nghe và cùng được biết. Thì trong cái clip thì mình cũng chia sẻ vào một chút những cái gọi cho cảnh quan và những cái cuộc sống hàng ngày của gia đình nhà mình. Thì mình sẽ cho các bạn cùng được thưởng thức và cùng được ngắm cảnh nhé, và cùng được nghe những cái luận điệu và những cái chia sẻ của mình về những cái nhân vật kia. Thì mình mong tất cả các bạn hãy cùng chia sẻ và cùng lắng nghe cái clip của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Thì cũng theo như mình được biết, Hiền Anh là một cô gái rất chi là bình thường. Từ khi theo dõi drama và theo dõi cô Nguyễn Phương Hằng đã vạch trần và đã moi móc ra được những cái thói hư tật xấu của những giới văn và nghệ sĩ, thì chị Hiền Anh đã đem lòng yêu cô Nguyễn Phương Hằng và yêu chính nghĩa, và đã làm rất nhiều những clip nói về những con người ăn chặn và những đồng tiền của bà con quyên góp để ủng hộ những bà con nghèo. Thì cô Nguyễn Phương Hằng đã xem được rất chi là nhiều những cái clip của chị Hiền Anh đã nói lên. Thì cô Nguyễn Phương Hằng đã liên hệ và cũng có trao đổi điện thoại với chị Hiền Anh. Thì vào một hôm, cô Nguyễn Phương Hằng cũng có chuyến công tác ra ngoài Hà Nội, thì cũng có một vài những cái vấn đề cô Nguyễn Phương Hằng ra Hà Nội để giải quyết những công việc của cô. Thì cô có gọi điện cho chị Hiền Anh và nhờ chị Hiền Anh là có sắp xếp cho những cái chỗ ăn, chỗ ở và chỗ để gặp gỡ những fan của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì cô Nguyễn Phương Hằng đã không phụ lòng cái sự tin tưởng của chị Hiền Anh. Cô Nguyễn Phương Hằng đã tặng cho chị Hiền Anh một món quà, đó là một chiếc nhẫn. Thì cũng bắt đầu từ cái việc tặng chiếc nhẫn đấy, thì các kênh YouTube bắt đầu có nghĩa là có những cái lòng, có nghĩa là mấy cái tâm tư là có nghĩa là không hài lòng và luôn luôn cái kiểu là đố kỵ và ganh ghét với chị Hiền Anh. Khi nhìn thấy chị Hiền Anh được cô Nguyễn Phương Hằng yêu ái và được tặng cái chiếc nhẫn như vậy, thì điển hình là có những cái nhân vật này đem trong lòng là thứ nhất là ganh tị với chị Hiền Anh. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người luôn, đầu tiên là cái mụ đột biến. Thế cái mụ đột biến này thì cũng không đi theo cô Nguyễn Phương Hằng ra Hà Nội và cũng chưa giúp ích được gì cho cô Nguyễn Phương Hằng một cái việc gì trong cái drama này cả. Thì lại câu kết mấy cái con gọi cho là cái con vô phúc, thì để làm những cái clip và đưa những cái thông tin để cho cái bà đột biến này ngồi ở nhà. Thì ngồi ở nhà thì các bạn cũng đã nhìn thấy phải không? Ngồi ở nhà thì cũng chỉ có, nói chung là dùng hai cái tay để cào cái bàn phím này, chứ mình cũng chưa nhìn nhận được làm cái việc gì cả. Thì đưa những cái thông tin như thế nào thì mọi người cũng đã xem đi xem lại những cái clip của cái bà đột biến này phải không? Bà lên làm cái clip thì cái thứ nhất là bà nói về, thứ nhất là cái tình cảm giữa thầy Đại Quân và cái con vô phúc này. Thì các bạn xem cái sự thảo mai và cái sự lẻo mép của cái bà này thì mọi người cứ nhìn nhận lại thì mọi người có đánh giá được ra là cái con người của cái bà đột biến này là cái con người như thế nào, phải không các bạn? Thì cái thứ hai nữa thì mình muốn nói đến cái nhân vật, đó là cái nhân vật là vô phúc. Thì cái nhân vật vô phúc này thì cảm thấy cô Nguyễn Phương Hằng tặng chị Hiền Anh cái nhẫn ấy, thì đem trong cái lòng gọi cho là bằng mặt nhưng không vừa lòng. Thì cái con vô phúc này thì lại chơi một cái bài rất chi là gọi cho là tiểu nhân và bị ổi, đó là xa lánh cô Nguyễn Phương Hằng và mặc kệ gọi cho là cái sự giao tiếp của cô Nguyễn Phương Hằng và những cái sự tiếp đón của chị Hiền Anh với cô Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Thì cái con này tìm cái bài của nó và gọi cho cái tính, gọi cho cái tính tiểu nhân của nó là nó đã lỉnh lỉnh đi khác đoàn và nó đang chuyên môn đi sau những gọi cho là những chị Hiền Anh và chương trình TV trong suốt cái quá trình cô Nguyễn Phương Hằng 5 ngày ở ngoài Hà Nội. Thì khi cô Nguyễn Phương Hằng đã biết được cái bộ mặt thật của cái con gọi cho cái con vô phúc này, thì cô Nguyễn Phương Hằng đã về trong Đại Lam và cô Nguyễn Phương Hằng cũng có lên một cái live stream. Thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng có nói và chia sẻ thật lòng về những cái gì cô ra Hà Nội thì đã được người dân ở ngoài Bắc đón tiếp cô Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Và cô cũng có nói
về cái nhân vật là đó là nhân vật là Phúc Tài Dơ. Thì cái câu chuyện về Phúc Tài Dơ ấy thì chắc chắn là mọi người cũng xem đi xem lại cái live stream của cô Nguyễn Phương Hằng được phải không? Thì mình cũng không phải nói nhiều nữa, thì mình chỉ nói cái ngắn gọn nhất, đó là cô Nguyễn Phương Hằng cũng nói thẳng luôn là Phúc Tài Dơ chỉ lanh chanh cái mồm thì lẻo mép, chuyên chết cái mồm, chưa thể dũng cảm để có thể là tham gia vào cái chương trình drama của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng có loại Phúc ra một cái cách rất chi là khéo, và cô Nguyễn Phương Hằng cũng không để mất lòng Phúc Tài Trạch. Thì Phúc Tài Trạch đem trong lòng có nghĩa là kiểu tự ái, mới đem trong cái lòng gọi cho là thù hằn chị Hiền Anh và chú Thủy TV. Thì trong cái quá trình mà Phúc Tài Trạch về nhà, thì Phúc Tài Trạch này có làm gọi cho là cái văn gọi là văn bẩn đấy, cái kẻ tiểu nhân mà. Thế là đã làm một cái bài có nghĩa là xóa hết những clip trên kênh đi, và ẩn tất cả những cái clip, và làm im một tháng, không cái như gọi cho động đậy gì cả. Thì khi cái biến cố của cái đám YouTube dơ ấy ở trong Sài Gòn lên, thì điển hình là có cái ông lang thang bụi rậm đấy, thì ông này ông ấy cầm cái clip lên, thì ông ấy đưa lên trên cộng đồng mạng, thì ông ấy quy chụp cho chú Thủy TV là người quay xe, là người thế lọ, là người thế kia. Thì mình cũng không hiểu cho là giữa cái con gọi cho là cái con vô phúc này mấy cái ông lang thang bụi rậm này đã câu kết những gì và làm những cái gọi cho là những cái gì và bày mưu tính kế là những cái gì. Thì khi cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng, thì cái ông bụi rậm này mới gọi cho cái đám YouTube dơ kia đã sâu xé lẫn nhau, mỗi ông làm một cái clip, mỗi ông giật like giật tít kêu là chú Thủy là chị Thủy lọ chị Thủy thế kia. Thì để cái mục đích của các ông gọi cho cũng chỉ mang cái mục đích là câu like câu view và làm gọi cho là đánh bóng cái tên tuổi tên kênh của mình, nhằm cái mục đích là câu kết với cái con vô phúc kia, là mục đích là hạ bệ chị Hiền Anh và chú Thủy TV. Thì khi cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng được gọi cho là được tầm khoảng 3 đến 4 ngày ấy, thì bắt đầu là cái nhân vật là vô phúc bắt đầu xuất hiện trên cộng đồng mạng, bắt đầu quay lại cái chương trình, đó là chương trình drama. Và khi cô Nguyễn Phương Hằng đi 2 ngày thì bắt đầu là lên làm một số những clip thì thanh minh thanh ca, và bắt đầu là bóc mẽ cái sự thật về chị Hiền Anh lên. Thì mình cũng không hiểu cho là những cái tin nhắn hay là những cái luận điệu của Phúc Tài Trạch thì đưa lên, thì chắc chắn là mọi người cũng đã nhìn nhận ra phải không. Thì đầu tiên mình cũng là một người đàn ông, và mình cũng coi Phúc như kiểu là một người con gái rất chi là bình thường thôi. Thì mình cũng có làm rất chi là nhiều những cái clip, mình cũng khuyên Phúc Tài Trạch này lên dừng lại và lên suy nghĩ lại những cái luận điệu của mình xem là đúng chưa. Nhưng cuối cùng thì Phúc Tài Trạch này thì nói chung là vẫn tính là để tật đấy, vẫn không thể thay đổi được cái bản tính của cái con người tiểu nhân được. Thì lại bắt đầu là câu kết mới gọi cho là cái nhân vật, đó là cái nhân vật cào bóng thuê ở bên Cộng hòa Séc, thì lại có chung là sủa đổng về bên Việt Nam. Thì bắt nguồn từ cái nhân vật cào bóng đấy thì lại liên kết với cái nhân vật gọi cho là chính hủi. Cái nhân vật chính hủi này thì cũng gọi cho là cũng theo cô Nguyễn Phương Hằng đi ra trong cái quá trình đi ra Hà Nội ấy. Thì cái ông gọi cho cái ông chính hủi này thì mình cũng chả biết là ông này là ông đi theo cô Nguyễn Phương Hằng với mục đích là ông ấy giúp đỡ cô Nguyễn Phương Hằng ở những cái mục đích gì, thì mình cũng chưa nhìn nhận được ra cái sự giúp đỡ của cái ông này. Thì mình cũng chỉ nhìn thấy được cho là cái ông này thứ nhất là ông đi theo cô Nguyễn Phương Hằng và ông ấy bay từ bên Mỹ về bên Việt Nam, mục đích của ông là ông ấy gặp gặp bồ của ông ấy, ông cặp kè với bồ của ông ấy. Chứ mình chưa nhìn thấy ông ấy gọi cho ông giúp thì cô Nguyễn Phương Hằng cả. Thì khi về bên Mỹ thì ông ấy lại làm những cái clip và ông ấy chia sẻ những cái gì mà ông ấy được biết. Thì hóa ra là mình tưởng gọi cho là ông ấy gọi cho mang cái tính chất là Việt Kiều. Thì người ta thường thường Việt Kiều người ta có tiền lọ tiền kia với người ta thế lọ thế kia, nhưng cuối cùng là sau đi tính lại thì mình nhìn nhận cái ông này gọi chung là cũng chỉ là một cái gọi cho hạng rẻ rách thôi, chứ không phải là gọi là Việt Kiều cả. Thì tại sao mình lại nghĩ đến cái ông này là cái từ rẻ rách? Thì mình xem những cái live stream, thứ nhất là của ba cái nhân vật, đó là Vô Phúc và Long Cò Móng và Chính Hủi. Thế cái ông Chính Hủi này thì ông ấy bắt nguồn từ cái câu chuyện, đó là cái câu chuyện về cái bắp ngô. Và những cái câu chuyện gọi cho là trong suốt cái quá trình 5 ngày Hà Nội thì ông ấy gọi cho ông lên ông làm, ông ấy đấu tố và ông ấy chia sẻ những cái clip lên. Thì mình cũng cảm nhận thấy là cái ông này là ông ấy gọi cho mang cái trong lòng gọi cho là ông ấy bỏ ra mấy cái đồng bạc thì ông mua cái bắp ngô ông mời mọi người. Thì ông ấy về ông kể lẻ với mọi người thế lọ là kể lẻ mọi người thế kia. Thì mình cũng chả hiểu mang cái tính chất là một cái người gọi cho sinh sống ở nước ngoài, và khi về đất nước Việt Nam mà có cái lửa cái bắp ngô lướng mà cũng gọi cho là tranh nhau, cũng lên trên cộng đồng mạng
đấu tố lẫn nhau thì mình cũng không hiểu mang cái tính chất đây có phải là Việt Kiều hay gọi cho là thất nghiệp nữa. Thì trong cái câu chuyện đấy thì nó cũng mới lắng xuống đây nhất, thì lại thấy cái nhân vật đó là cái nhân vật Cào Móng thì lại lên Thanh Minh Thanh Ca thì lại làm những cái clip gọi cho cũng lại chỉ có ba sàm ba xí mới phát ngôn những cái câu gọi cho là thiếu học thức đấy, mình nói thẳng cái quan điểm là như vậy. Thì lại chia sẻ nói về cái nhân vật Lê Ca như Lão Đại TV thì mình cũng không hiểu gọi cho là mang cái tính chất là ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng, mới ủng hộ Đại Nam, mới ủng hộ Lữ CEO, mà sao thì trong hơn một tháng rồi cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng ấy, thì xảy ra rất chi là nhiều những cái biến cố. Nào thì những ông YouTube trong miền Nam thì quay xe mới quay đầu gọi cho bây giờ lại đi làm cái từ thiện là một này, xong đi làm những cái clip thì mang cái tính chất được gọi cho là giúp đỡ người lọ giúp đỡ người kia. Thì mình cũng không hiểu là cho là liệu những cái giúp đỡ này có đến giúp đỡ đến tay người ta thật không, hay là chỉ mục đích các ông này chỉ là mang cái tính chất là đi kêu gọi. Thì tại sao mình lại có nghĩa là mình lại ví cái từ kêu gọi từ thiện ấy? Thì điển hình là mình cũng nhìn đi, mình cũng phải nhìn lại cái nhân vật đó là cái ông lang thang bụi rậm ấy. Thì ông ấy cũng có làm một cái tab cộng đồng đưa trên cộng đồng mạng. Thì nếu như mà ông ấy giúp được cô Nguyễn Phương Hằng ấy, và ông ấy đi tìm được những cái công lý để giúp cô Nguyễn Phương Hằng trong cái thời điểm rất chi là nhạy cảm này này, thì mình cũng là cái người ủng hộ ông ấy, và mình cũng là người gọi cho là cũng có tiếng nói. Nhưng mà cuối cùng là quanh đi quẩn lại thì suốt trong cái thời gian hơn một tháng rồi đấy, thì nhìn cái ông lang thang bụi rậm này, ông chưa ra được một cái clip, ông chưa ra đưa ra được một cái bằng chứng để xác thực hay một cái clip gì để giúp đỡ cô Nguyễn Phương Hằng cả. Thì ông ấy làm gọi cho là toàn những cái trò gọi cho là ba sảm ba xí đấy. Ông ấy để cái ảnh của cô Nguyễn Phương Hằng lên cái tab cộng đồng, thì ông kêu gọi là mua hàng cho ông ủng hộ để ông ấy ra Bình Thuận để ông ấy tìm công lý cho cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng cuối cùng là mình chỉ thấy gọi cho là công túi chứ mình chưa nhìn thấy công lý gì cả. Thì gọi cho là một cái bầy đàn YouTube dơ đấy. Thì các ông ấy bây giờ là các ông bây giờ là chia bè chia phái. Các ông ấy mỗi ông một đi gọi cho là một cái nhà đấy, gọi cho là những cái hoàn cảnh khó khăn ấy, thì các ông ấy làm clip. Thì các ông quay lên trên cộng đồng mạng. Thì các ông ấy làm gọi cho những cái trò ấy, thì các bạn mọi người đã nhìn nhận được ra cái hai cái từ chính nghĩa chưa? Các bạn phải nhìn nhận ra là có phải đây là cái từ gọi cho hai cái từ gọi cho đám chính nghĩa không, hay là chỉ đám chính giữa đây. Thì quay đi thì mình lại quay lại về cái chủ đề đó là Phúc Tài Dơ. Thì trong cái câu chuyện Phúc Tài Dơ này thì mấy ngày hôm nay thì nói chung là từ cái hôm mà chú Thủy chú ấy lên tiếng về những cái nhân vật này thì mọi người cũng đã được mở mang cái tầm mắt ra phải không, và mọi người cũng đã được nghe những cái luận điệu của chú Thủy TV chú chia sẻ về những cái nhân vật này phải không, thì lại không thấy xuất hiện trên cộng đồng mạng nữa. Thì lại thấy cái bà gọi cho cái bà đột biến ấy, thì bà lại dở gọi cho cái văn củ chuối của bà ấy đi. Thì bà ấy ra ngoài vườn, bà làm cái clip thì bà ấy đi hái rau hay hái cỏ hay là làm cái gì đấy thì mình cũng không biết. Thì đầu tiên thì mình tưởng là bà ấy làm cái clip đấy để bà ấy đổi cái chủ đề của bà ấy, để bà ấy gọi cho bà ấy gọi cho thoát ra khỏi cái drama đấy đi cơ. Nhưng cuối cùng là thấy bà ấy thoát ra không nổi thì bà ấy lại bắt đầu bà quay lại cái công cuộc là bà lại học cái đám YouTuber kia, lại học theo cái kiểu là theo cái kiểu của cái ông S-Tan TV đấy. Cái ông S-Tan TV đấy thì ông ấy chuyên là đưa những cái tiêu đề trên cái clip là một kiểu, và trong cái clip thì ông nói một kiểu. Thì mình cũng xem cái clip gần đây nhất thì cái bà đột biến này bà đưa ra một cái clip, thì trong cái clip đấy thì bà nói về thiền nam thế nọ thiền nam thế kia. Thì nghe đầu tiên thì mình nghe thì mình cũng thấy gọi cho là tò mò thế nọ kia, thì mình vào mình xem. Thì khi mình vào mình xem thì lại thấy bà ấy ngồi bà ấy nhe cái răng của bà ấy ra, bà ấy mang cái thớt của bà ấy ra. Thì bà ấy mình tưởng là bà ấy lên bà nói về thiền nam cơ, nhưng cuối cùng là bà ấy lên bà giới thiệu về cái cây lấm, lấm lọ mới lấm kia mới gọi cho cái lọ cái kia. Thì mình cũng không hiểu gọi cho là cái bà này bây giờ bà đang diễn cái trò siếc gì này các bạn. Thì quay lại về cái nhân vật bà này thì được gọi cho là mấy cái câu cuối thì bà lại tiếp tục là bà nói gọi cho nói cũng gọi cho cũng kiểu theo văn gọi cho đọc theo báo đài đấy. Thì mình cảm thấy gọi cho là bây giờ ấy, thì nói chung là trong mình cái hai cái từ chính nghĩa, cái từ ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng ấy, thì đối với mình bây giờ là không còn một ai nữa rồi đấy, quan điểm của mình là như vậy. Còn các ông các bà ấy là mang cái từ chính nghĩa đi theo cô Nguyễn Phương Hằng ấy, thì mình chỉ thấy gọi chung là đi theo chỉ nói chung là chỉ vì tiền này, chứ mình chưa thấy gọi cho là giúp đỡ hay là đưa những cái thông tin nào nó chính thống hoặc là nó thế lọ hay là nó thế kia thôi. Nó đúng cái mục đích vào là cái drama này, các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là mang cái tính chất của mình lên trên đây để mình chia sẻ, mình gây mất đoàn kết thế lọ, mình gây mất đoàn kết thế kia, mà rốt cuộc lại là mình đã nhìn nhận ra
là trong những cái đội nhóm của YouTube gọi cho dơ này này, thì mình chưa nhìn nhận được một số những cái con người đã đi theo và theo đuổi cô Nguyễn Phương Hằng từ đầu đến cuối bây giờ. Có theo đuổi cái drama này đến cùng hay không, hay là chỉ mục đích là thấy cô Nguyễn Phương Hằng như này, thì các ông các bà đấy tìm đường, gọi cho tìm đường để chạy trốn hoặc là tìm đường để ẩn nấp, các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là mang cái tính chất là mình lên trên đây là mình phải bới móc hay thế nọ hay thế kia cả. Nhưng mà đối với mình ấy, thì mình nhìn nhận ra các ông các bà này chỉ đi theo cô Nguyễn Phương Hằng, mục đích của ông là mục đích riêng của ông là các ông ấy đút túi vào tiền thế thôi, chứ các ông chưa thể giúp được cái gì cô Nguyễn Phương Hằng cả. Nếu như cương vị như mình ấy mà đã được gọi cho là được mọi thứ này trong cái drama này, mình nói ví dụ như những cái ông YouTuber ở trong miền Nam kia, ông thì có ô tô đi này, ông thì có SH đi này, ông thì có mua được đất này, ông thì tiền nọ tiền kia rất chi là nhiều các bạn ạ, bán được hàng nọ bán được hàng kia, và cuối cùng là các ông bây giờ thì các ông đi hai hàng với cô Nguyễn Phương Hằng, các ông ấy làm những cái trò sự với các bạn là quá chi là gọi lố bịch luôn. Nên là trong ngày hôm nay ấy, thì mình làm cái clip này này, thứ nhất là mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn những cái cảm nghĩ và những cái cảm xúc của mình khi mình đúc kết lại và mình nhìn nhận lại ra những cái nhân vật này đã giúp cô Nguyễn Phương Hằng thế nào và đã giúp được lên những cái tiếng nói trong cái drama như thế nào. Thì mình muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng được nhìn nhận lại trong cái quá trình drama hơn 15 giờ, những biến cố như thế nào và những cái gì đã làm được cho cái drama này. Theo góc độ của mình nhìn nhận ra ấy, thì mình nhìn nhận ra thứ nhất, cô Nguyễn Phương Hằng là người bây giờ đang chịu thiệt thòi nhất. Cái thứ hai nữa là gia đình cô Nguyễn Phương Hằng đang chịu thiệt thòi. Chứ thật sự ra với các bạn như này, những cái ông YouTuber và những cái bà YouTuber này, nói chung là chỉ bám váy cô Nguyễn Phương Hằng thôi. Chứ mình chưa nhìn nhận được ra các ông các bà này mang cái tính chất để ủng hộ hay giúp đỡ cô Nguyễn Phương Hằng được một cái gì cho cái xã hội này cả, và cho cái drama này cả. Chỉ mang cái tính chất đó là cái ganh ăn, ganh tị nhau. Các bạn hiểu chưa? Khi thấy cô Nguyễn Phương Hằng cho chị Hiền Anh một cái nhẫn như vậy mà các ông các bà đã mang cái tính chất là ganh tị rồi và tị lạnh với nhau rồi, và trong khi đó thì những cái tính của các ông các bà như này thì các bạn thử nghĩ xem liệu có làm được cái lên được cái đại cục gì không hả các bạn? Ngay như cái ông gọi cho cái ông chính hủy kia có lửa một cái bắp ngô mà các ông các bà đã đưa lên trên cộng đồng mạng, thì các bạn thử nghĩ xem liệu đây có phải là cái từ chính nghĩa không, có phải là cái từ đi theo cô Nguyễn Phương Hằng ủng hộ những cái đúng không, hay là các ông này gọi cho là rất chi là mang cái tính chất là nhỏ nhoi là một, thế mang những cái tính chất là rất chi gọi cho là sống theo cái kiểu là tiểu nhân. Các bạn cứ nhìn nhận lại xem có phải mình nói đúng không. Trong suốt cái quá trình đấy, từ các ông các bà đi, xem các ông các bà đã giúp được gì cô Nguyễn Phương Hằng chưa, hay là các ông các bà chỉ chuộc lợi cho bản thân các ông các bà thôi. Nên là trong ngày hôm nay mình làm cái clip này thì cũng là cái clip là mình chia sẻ với mọi người và mình đúc kết lại trong cái drama này. Thì trong cái thời gian này thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình làm những cái clip mình nói về cái drama. Thì qua cái thời điểm 30 tháng 4 ngày lễ này thì mình sẽ chuyển chủ đề và mình sẽ làm theo cái cách khác của mình. Thì mình mong tất cả các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ clip cho mình để mình tiếp tục mình làm những cái clip nói về những cái drama này, vào cái mục đích làm sao mà nó vạch được những cái bộ mặt thật của những cái con người sống theo cái kiểu là bày đàn cái đi. Thì ngày hôm nay thì mình làm cái clip này thì mình cũng mong tất cả các bạn hãy hiểu và chia sẻ cho mình trong những cái luận điệu, những cái chia sẻ của mình lên cho các bạn cũng biết, cùng được xem. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi mình trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Mình xin dừng cái clip tại đây. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye các bạn nha.